Ngoại tình là tội sát nhân, phụ nữ phạm tội này trăm năm không được đầu thai làm người. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì không thể dung thứ. Phật chia người vợ ra thành 7 loại. 1. Người vợ có tâm địa ác, không có lòng thương người, bỏ rơi chồng con, yêu những người đàn ông khác, một dâm nữ. Đó là loại vợ sát nhân. 2. Người vợ hay hoang phí của cải, dù là ít, do chồng làm ăn kiếm được, nhờ cày ruộng, buôn bán, hay lao động khéo tay. Đó là loại vợ ăn trộm. 3. Người vợ lười biếng, lại tham ăn, thô bạo, thích nói lời ác, lấn át người chồng siêng năng cần mẫn. Đó là loại vợ kiêu sa. 4. Người vợ trìu mến, bảo vệ chồng, như mẹ bảo vệ con, giữ gìn tài sản của chồng, đó là loại vợ như mẹ. 5. Người vợ luôn kính trọng chồng, ví như em gái đối với anh cả, khiêm tốn. Đó là loại vợ như em út. 6. Người vợ sung sướng khi thấy chồng như gặp người bạn cũ sau bao năm xa cách, thuộc dòng quý tộc, có đạo đức. Đó là loại vợ như bạn bè. 7. Người vợ dù bị chồng đối đãi không tốt nhưng không giận hờn, họ vẫn bình tĩnh, chịu đựng mọi hành vi với lòng từ mẫn, tâm không biết giận. Đó là loại vợ như người phục vụ. Đức Phật từng đề cập đến vấn đề ngoại tình và những hệ lụy của nó. Người ví, một người vợ ngoại tình được ví như một người vợ sát nhân. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì không thể dung thứ. Sự tà dâm, ngoại tình chính là việc quan hệ với người khác ngoài vợ ngoài chồng. Đây là một hành vi bất chính, thấp hèn. Đối với những ai phạm tội tà dâm, một số thì bị mất mạng, một số thì bị mất chức vị, một số hủy hoại gia đình và một số thì bị tuyệt tự. Nếu không phải trả giá trong kiếp này thì đến kiếp sau sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nếu một người phụ nữ có mệnh phú quý nhưng nếu phạm tội tà dâm có thể trở nên khốn khổ, lao đao suốt cuộc đời. Một người có mệnh được hưởng phúc và thọ nhưng nếu phạm tội tà dâm có thể bị tật nguyền hay chết yểu. Trường hợp nếu người nào tạo ác nghiệp tà dâm có tội nhẹ, sau khi người ấy chết, ác nghiệp tà dâm ấy không có khả năng cho quả tái sinh kiếp sau, mà thiện nghiệp nào khác cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau làm người. Cả hai trường hợp này, người ấy sẽ còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp tà dâm từ kiếp quá khứ. Số mệnh phú quý trời sinh mà mắc phải 6 ác nghiệp này, cuộc đời cũng chìm trong bể khổ. Dưới đây là những tội ác phải chịu quả báo nặng nề nhất. Vinh hoa phú quý rồi cũng mất hết nếu mắc phải những tội này. 1. Bất hiếu. Trong ngàn vạn tội trên đời, bất hiếu chính là tội nặng nhất. Cha mẹ sinh ra ta, nuôi lớn ta, ân tình chất cao vời vợi. Trong kinh Phật có nói, có đền ơn tỷ kiếp cũng không trả hết đấng sinh thành. Kẻ bất hiếu với cha mẹ, trời không dung, đất không tha. 2. Nói dối. Nói dối chính là tạo khẩu nghiệp, sẽ bị quả báo nặng nề. Quả báo bị người phỉ báng, khinh bỉ, nói không đúng sự thật, làm chứng bệnh, không giữ chữ tín, đều phạm vào tội nói dối. 3. Sát sinh. Theo Đức Phật, sát sinh hay sát hại là một trong những tập khí bất thiện, xấu ác, có tác hại vô cùng lớn lao với đời sống cá nhân cũng như đời sống xã hội. Sát sinh, giết người thường hay yếu mạng, tức mạng sống ngắn ngủi. Điều này không có gì nghi ngờ cả. Đứng về phương diện luật pháp, sát sinh hay sát hại mạng sống con người với động cơ chủ ý, tàn ác thì chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. 4. Tham dục. Bị quả báo thường bị người dị nghị, nhiễu loạn, khiến cho phiền não, hoặc bị hãm hại. Gặp chuyện không vừa lòng, liền sinh tức tối, oán hận. Đây tức là sân nhuế. 5. Tội thích khoe khoang bản thân. Người khoe khoang thứ gì, tức là trong lòng đang thiếu thứ ấy. Có thể bạn không biết, nhưng thật sự là khoe khoang bản thân chính là thứ khiến trời đất quỷ thần khó chịu nhất. Và họ sẽ nghĩ cách để giúp bạn loại bỏ tính thể hiện kiêu ngạo đó đi. Cho nên thường thì một ai khoe khoang cái gì sẽ mất cái đó. 6. Tà dâm. Sự lạc thú từ tội tà dâm chỉ là nhất thời, nhưng tội nghiệp mang lại thì thật to như núi. Sự tà dâm là sự hành dâm, sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Sự tà dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn. Tà dâm là ác nghiệp, do đó gọi là ác nghiệp tà dâm. Phật dạy duyên nợ vợ chồng, thiện duyên hay ác duyên trong vòng luân hồi của con người. Vợ chồng đến với nhau kiếp này, không biết
đã phải tu bao nhiêu kiếp trước. Vì thế hãy luôn trân trọng. Hãy đọc câu chuyện từng kinh động đến vua Khang Hy. Những năm Khang Hy đời nhà Thanh, có huyện lệnh Cao Minh, Quảng Đông, là vị quan thanh liêm tiếng tăm rất tốt, tên là Nữ Tú, tự Ngọc Tiểu, người Giang Tô. Trong thời gian giữ chức, ông thường hay sưu tầm những câu chuyện kỳ lạ trong dân gian rồi ghi chép lại thành sách. Trong tác phẩm Cố Thừa của mình, ông kể lại một câu chuyện luân hồi đã từng kinh động đến hoàng đế Khang Hy như sau. Phía đông thành Bắc Kinh có một gia đình thường dân sinh hạ một bé gái, vừa chào đời đã khác với mọi người, có thể cất tiếng nói chuyện. Bé gái nói: "Tôi là phu nhân của lang trung công bộ Trịnh Liêm, sao lại ở đây thế này? Tôi muốn về nhà." Bố mẹ nghe thấy lời của con mình, bèn cho người tìm kiếm nơi ở của Trịnh Liêm. Thì ra nhà họ Trịnh cách nhà của họ chỉ hơn 2 dặm đường. Phụ thân của bé gái tuy đã biết được Trịnh gia ở đâu, nhưng lại cảm thấy chuyện này rất quái dị, bèn căn dặn người nhà phải giữ kín bí mật. Đến khi bé gái lớn lên, có lúc chạy ra ngoài hẻm nói là muốn về nhà họ Trịnh, bố mẹ cô bấy vậy thường phải bồng bế trông chừng, không cho cô tự ý ra ngoài, nhưng mong muốn trở về nhà của cô bé không vơi đi chút nào. Vào năm cô bé lên 8 tuổi, bất đắc dĩ cha cô đành phải tìm đến nhà Trịnh gia. Vừa hỏi thăm thử thì biết được vợ của Trịnh Liêm quả thật đã qua đời nhiều năm. Ông bèn nói ra sự việc quá dị khó tưởng tượng này. Nhà họ Trịnh vừa nghe vội cử kiệu hoa đến nghênh đón. Bé gái 8 tuổi đến nhà Trịnh Liêm lại không cảm thấy chút lạ lẫm nào. Tuy nhà họ Trịnh rất rộng, nhiều phòng ốc, nhưng cô bé như quen thuộc mỗi từng ngóc ngách. Cô bé tiến thẳng vào phòng trong, ngồi nghiêm trên giường, mặt hướng về phía nam nói với mọi người rằng: "Con trai và con dâu của tôi đâu rồi? Còn không mau mau đến gặp mặt tôi." Mọi người nhìn thấy cô bé làm ra điệu bộ của phu nhân đều không khỏi bụng miệng cười trộm, tuy không nghe theo nhưng cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng. Vừa hay lúc đó Trịnh Liêm từ bên ngoài đi vào. Bé gái đứng dậy nói: "Tôi với ông xa cách rất lâu rồi, lẽ nào ông không nhận ra tôi ư?" Cô bé còn chỉ chỗ quần áo giày dép ngày trước của mình để, thói quen giống hệt vợ Trịnh Liêm lúc còn sống. Trịnh Liêm cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, hôm đó lại đưa cô bé về lại nhà. Một đồn 10, 10 đồn 100, chẳng bao lâu người khắp kinh thành không ai không biết chuyện. Câu chuyện còn vang đến tận hoàng cung. Hoàng đế Khang Hy nghe thấy hiếu kỳ, bèn mời Trịnh Liêm vào cung hỏi thăm. Thời đó ai dám dối gạt hoàng đế thì chính là tội khi quân, sẽ bị chém đầu cả nhà. Trịnh Liêm hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng run rẩy, tường tận kể lại đầu đuôi sự tình với hoàng đế. Hoàng đế nghe xong thấy rằng chuyện này quả là đáng tin 10 phần, liền lệnh cho Trịnh Liêm tiếp tục nhân duyên đời trước, cưới cô bé đó về. Nhưng Trịnh Liêm vội từ chối: "Khấu tạ hoàng ân, nhưng thần và cô bé tuổi tác chênh lệch thật quá lớn. Con trai thần nay đã có cháu, nếu lấy về thành ra chồng già vợ trẻ, ngay cả xưng hô cũng thấy ngượng, e rằng không thích hợp." Hoàng đế nói: "Ai bảo không thích hợp, mệnh trời khó cãi, đợi sau khi nàng lớn lên rồi các ngươi hãy thành hôn để tiếp tục nhân duyên từ kiếp trước. Sau này khi bé gái đến tuổi gả chồng, Trịnh Liêm phụng chỉ kết hôn với nàng, tình cảm vợ chồng lại ân ái như xưa." Tục ngữ có câu: "Tu 100 năm mới đi chung thuyền, tu 1000 năm mới chung chăn gối." Ý câu này là những người có thể ngồi chung trên một chiếc thuyền đều là những người hữu duyên, còn có thể kết thành vợ chồng thì giữa họ với nhau mới duyên càng sâu đậm. Duyên nợ vợ chồng kiếp này có thể nhờ mối quan hệ nhân quả từ các đời trước mang đến cho đời này. Nếu vợ chồng bạn sống bình yên bên nhau, hẳn là các kiếp trước hai bạn có thiện duyên với nhau, người này đã làm những việc tốt cho người kia và ngược lại. Nếu vợ chồng bạn đời này thường xuyên xung đột với nhau, người chồng hay lấn át bắt nạt vợ hoặc ngược lại, thì đó là do kiếp trước một trong hai bạn đã gây ác duyên với người kia, và kiếp này thì hoán đổi lại. Duyên là cớ gặp gỡ, nợ là gắn kết bền lâu. Trong cõi vô thường này, mỗi người chúng ta tồn tại chỉ như khói như sương, đời người mỏng manh mà vũ trụ thì tận cùng. Chính bởi vậy mà mỗi người nên tự tìm cho mình những an lạc bình yên để có thể sống trọn được kiếp người. Tình yêu và duyên nợ vợ chồng chính là một trong những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mỗi người nên chiêm nghiệm. Chính vì thế, vợ chồng nên trân trọng lẫn nhau, dù có phong ba bão táp gì cũng đừng nghĩ đến chuyện buông tay, mà hãy cùng nhau vượt qua. Phải trải qua ân tình 100 năm mới có thể nên duyên chồng vợ. Một khi đã buông tay thì có khi cả đời, cả kiếp cũng không bao giờ còn gặp lại. Vợ chồng mệnh gì, lấy nhau sẽ đại phát đại lợi.
sự tương phối giữa bản mệnh nam nữ với năm yếu tố ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sẽ tạo ra mối nhân duyên hữu hảo, vợ chồng đại cát đại lợi, hôn nhân gắn kết bền lâu. Nguyên lý xem tuổi vợ chồng. Để xem tuổi hợp vợ chồng có xung khắc nhau hay không, thường thì thầy bói dựa vào 3 điểm chính sau. 1. Tuổi gồm 12 tuổi, Tý, Sửu, Dần, vân vân, gọi là 12 địa chi. Thiên can là 10, gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 2. Mệnh gồm 5 mệnh, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, gọi là ngũ hành. 3. Cung, mỗi tuổi có 2 cung, gồm có cung chính và cung phụ. Cung chính gọi là cung sinh, cung phụ gọi là cung phi. Cùng tuổi thì nam nữ có cung sinh giống nhau nhưng cung phi khác nhau. Khi xem tuổi hợp khác, hai tuổi khác nhau vẫn có thể ăn ở với nhau được, nếu như cung và mệnh hòa hợp nhau. Ngoài ra, người ta xem tuổi hợp khác còn dựa trên thiên can của chồng và tuổi của vợ để đoán thêm. Các phương pháp xem tuổi xung hợp vợ chồng. Lục xung, 6 cặp tuổi xung khác nhau, đó là Tý xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Mão xung Dậu, Thìn xung Tuất, Tỵ xung Hợi. Xung thì xấu. Lục hợp, 6 cặp tuổi hợp nhau gồm có Tý Sửu hợp, Dần Hợi hợp, Mão Tuất hợp, Thìn Dậu hợp, Tỵ Thân hợp, Ngọ Mùi hợp. Tam hợp, cặp 3 tuổi hợp nhau chính là Thân Tý Thìn, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi, Tỵ Dậu Sửu. Lục hại, 6 cặp tuổi hại nhau không tốt khi ăn ở buôn bán với nhau là Tý hại Mùi, Sửu hại Ngọ, Dần hại Tỵ, Mão hại Thìn, Thân hại Hợi, Dần hại Tuất. Nếu tuổi bạn với ai đó không hợp nhau thì cũng đừng lo, vì còn xét thêm đến mệnh của mỗi người. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bạn nhớ nguyên tắc này, tuổi chồng khắc vợ thì thuận, vợ khắc chồng thì nghịch. Ví dụ, vợ mệnh thủy, nếu lấy chồng mệnh hỏa thì xấu, nhưng chồng mệnh thủy, nếu lấy vợ mệnh hỏa thì tốt, vì thủy khắc hỏa, nhưng hỏa không khắc thủy, mà hỏa lại khắc kim. Xét ngũ hành tương sinh tương khắc. Mời quý vị tham khảo hình vẽ trên màn hình để có cái nhìn đúc kết đơn giản nhất về ngũ hành tương sinh tương khắc và đối chiếu năm tuổi với bản mệnh dễ dàng. Vợ chồng mệnh gì hợp nhau là câu hỏi mà ai cũng muốn tìm đáp án. Căn cứ vào năm yếu tố ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ có thể biết được sự kết hợp giữa các cặp đôi nam nữ thế nào thì đại cát đại lợi, cụ thể như sau. 1. Mệnh kim. Vợ chồng cùng mệnh kim sinh đẻ bất lợi, dễ mâu thuẫn tranh cãi, xa nhau mới yên. Ngoại trừ trường hợp lượng kim khuyết hay lượng kim thành khí thì vạn sự đều tốt, phu thê ân ái cười nói suốt ngày, nữ vừa hài lòng lại mãn nguyện, về già an lạc hưởng phúc con cháu đề huề. Chồng kim vợ mộc không được nhiều năm, cả ngày cái cọ, hai mệnh đều có hại, nửa đời hôn nhân cô quả, chồng nam vợ bắc. Chồng kim vợ thủy thiên duyên hợp tác, ý chí cao cường, phu thê hợp tuổi, sống thọ 80, thành gia lập thất, vừa có tiền lại vừa có của, con cháu đầy đàn, cơ nghiệp thịnh vượng. Chồng kim vợ thổ phu thê hòa hợp, cuộc sống vinh hoa phú quý tới già, một đời hưởng phúc an lạc, con cháu đầy đàn, khỏe mạnh giỏi giang. Chồng kim vợ hỏa hay cãi nhau sinh lục đục khó khăn, giữa đường tương khắc đứt gánh, phải xa quê hương, cả đời không an định vì cái cọ. Nếu biết thông cảm cho nhau thì cát tường hơn, nhưng hôn nhân cũng chỉ ở mức trung bình. 2. Mệnh mộc. Vợ chồng cùng mệnh mộc xứng lứa vừa đôi, hai mộc tương hỷ, nếu phu thê tương hợp được thì tốt, con cháu đề huề, vợ chồng hòa thuận, nếu không thì khắc chế mà dẫn đến tổn thương. Chồng mộc vợ thủy, vợ chồng đồng thuận hòa hợp, như một cặp đôi cá gặp nước, sinh tài lộc thịnh vượng, vợ chồng bách niên giai lão, kim tiền báo ngọc đầy nhà. Chồng mộc vợ hỏa như đũa một đôi, gối một bộ, mộc hỏa sinh vượng khí, con cái sinh ra đều tốt đẹp, phu thê hòa hợp trường thọ, tài vận và quan lộc cũng vượng. Chồng mộc vợ thổ tâm không hợp, phu thê cãi vã không an thuận, giao tiếp bên ngoài hay gây khẩu thiệt thị phi, hai bên đều có tâm tư riêng. Chồng mộc vợ kim không vừa ý, trước hợp sau ly, chia thành hai hướng đông tây mà không thể ngoái đầu, bên nhau không lâu dài. 3. Mệnh thủy. Vợ chồng cùng mệnh thủy cùng nhau bình hòa, hai người vui vẻ hòa hợp, nước nhỏ chảy nhiều chảy lâu thành nước lớn, hôn nhân ở mức trung bình. Chồng thủy vợ kim
một đôi phu thê trời phú, cuộc sống phú quý, con đàn cháu đống. Về già, tự có con cháu lo lắng phụng dưỡng, hôn nhân thượng cát. Chồng thúy vợ mộc, nhân duyên bách niên giai lão, nam đa tài, nữ đa sắc, đồng sàng đồng mộng đa diệu kế. Tiền tài tự đến mà không phải vất vả tìm kiếm, hôn nhân thượng cát. Chồng thúy vợ hỏa, không dễ thành đôi, thủy hóa tương phùng như hổ gặp sói. Nam hỏa nữ thủy còn có thể thành đôi. Có tiền tài nhưng hay dễ bệnh tật, đau yếu, hôn nhân bất lợi. Chồng thúy vợ thổ, không tương phối, phu thê hay cãi vã tranh đấu, sinh con vất vả, làm gì cũng khó, nhưng nếu cùng nhau chia sẻ, hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn. 4. Mệnh hỏa. Vợ chồng cùng mệnh hỏa, hai hỏa bừng lên ngọn lửa lớn, cá một cặp, uyên ương một đôi, tài lộc dồi dào, con cái thành đạt, hôn nhân cát lợi. Chồng hỏa vợ kim không tốt, vợ chồng khác nhau, đến già đều không có chỗ dựa, sẽ xảy ra đoạn trường chia lìa, tái hợp đầy đau thương, hôn nhân bất lợi. Chồng hỏa vợ mộc, thành đạt phú quý tới cuối đời, sinh được quý tử ngoan hiền, như đôi uyên ương được tác hợp, phúc lộc song toàn. Chồng hỏa vợ thủy, vợ chồng cái quạ phân ly, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy, tới già vẫn không được an bình. Chồng hỏa vợ thổ, phúc lộc lưỡng toàn, vui vẻ trọn vẹn, phu thê đồng thuận tát cạn biển đông, đa phần từ thanh mai trúc mã mà nên, hôn nhân cát lợi. 5. Mệnh thổ. Vợ chồng cùng mệnh thổ, lưỡng thổ tương sinh, phu thê hòa hợp, trước khó sau dễ, hôn nhân song hành cùng trời cao, trăm năm không chia lìa, lắm của nhiều con. Chồng thổ vợ kim, phu thê hòa hợp, tài lộc sung túc, sinh con trai con gái đều phú quý, là mối lương duyên từ tiền kiếp, hôn nhân cát lợi. Chồng thổ vợ mộc, vợ chồng như đôi chim, không hót chung một bài, tương khắc không ai nhường ai, gia trạch bất an, con cái hiếm muộn, tài đến rồi lại đi, cả đời bần hàn khôn khó. Chồng thổ vợ thủy, phu thê tương khắc, trước hợp sau ly, tương tranh mà không thành đôi, thường xuyên cái cọ, ảnh hưởng con cái, gia trưởng trong nhà, hôn nhân bất lợi. Chồng thổ vợ hỏa, hôn nhân phát tài, tài lộc dồi dào, sinh quý tử, vượng con cháu, phúc lộc đầy nhà, hôn nhân vượng cát. Đây là phiền não lớn nhất cuộc đời con người, không buông bỏ được, đừng trách bi ai. Dục vọng càng lớn, con người càng dễ đau khổ, dục vọng đẩy con người vào cảnh đau khổ bi ai. Con người được sinh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục, và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng. Ham mê dục vọng là chứng bệnh chung của người đời, mọi người đều có thể bị nó làm mê nếu không kiêng sợ giữ gìn, cũng khó tránh khỏi những điều không tốt đến với mình. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện dưới đây. Xưa có một họa sĩ nổi tiếng, ông ta muốn vẽ tranh Phật và ma quỷ, tuy nhiên ông ta không tìm đâu được hình mẫu của mình. Thế rồi một lần đi bái lễ, ông vô tình nhìn thấy một vị hòa thượng có một loại khí chất khiến ông không thể rời mắt. Thế là ông ta liền đi tìm vị hòa thượng đó, nguyện ý trả cho vị hòa thượng này một số tiền lớn, với điều kiện là vị hòa thượng sẽ dành một ngày làm mẫu để họa sĩ kia vẽ. Sau này tác phẩm của vị họa sĩ hoàn thành đã gây ra chấn động rất lớn tại địa phương. Họa sĩ nói, đó là bức tranh tôi hài lòng nhất, bởi vì vị hòa thượng làm mẫu cho tôi vẽ kia khiến tôi tin rằng nhất định ông chính là một vị Phật. Những khí chất thanh tịnh và thư thái ông mang trên mình có thể gây cảm động đến mỗi người. Vị hòa thượng đó được ông trả rất nhiều tiền, còn bức họa được gọi là họa thánh. Một thời gian sau, ông bắt tay vào vẽ ma quỷ, lại mất thời gian để tìm mẫu vẽ. Ông đã đi nhiều, gặp nhiều, nhưng vẫn không gặp được hình mẫu phù hợp. Cuối cùng, ông ta tìm đến một nhà tu và cực kỳ vui mừng, bởi ông đã tìm được một người giống ma quỷ thực sự. Thời điểm ông họa sĩ đối mặt với tên phạm nhân kia, tên phạm nhân đã ở ngay trước mặt ông ta mà òa khóc giống lên. Vị họa sĩ thấy vô cùng kỳ lạ, bèn hỏi tên phạm nhân kia có chuyện gì vậy. Tên phạm nhân kia nói, tại sao lần trước vẽ Phật cũng tìm tôi, mà lần này vẽ ma quỷ cũng lại tìm tôi. Người họa sĩ chấn động kinh khủng. Sau này khi hỏi ra, tên tù nhân cho biết, từ sau khi ông trả cho tôi tiền, tôi đã đi tìm thú vui mới, mặc sức tiêu xài. Sau này khi đã tiêu hết tiền mà tôi lại quen với cuộc sống xa hoa như trước, dục vọng đã khơi lên mà không thể nào vãn hồi được. Thế là tôi cướp đoạt tiền của người khác, còn cả giết người nữa. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, việc xấu thế nào tôi cũng có thể làm. Kết quả là trở thành như bộ dạng của ngày hôm nay. Vị họa sĩ cảm thấy bùi ngùi. Hóa ra cái đáng sợ nhất trên đời chính là dục vọng. Dục vọng càng lớn, con người càng bi ai. Phật nói, con người đối với dục vọng như cầm đuốc đi ngược gió, độc tố tham dục ở ngay trong thân tâm.
y như đuốc lửa ở nơi tay mình. Không sớm đem đạo hạnh mà trừ bỏ, thì như ham cầm đuốc lửa tất có cái họa cháy tay. Con người tự là đuốc lửa cho mình, nếu ôm tham dục thì đuốc lửa cháy tay, có đạo hạnh thì đuốc lửa soi đường. Thế giới xa bà vốn chứa đựng nhiều đau khổ, sầu não, nhưng đã là người, ai cũng phải đối mặt và đi xuyên qua nó, không ai là ngoại lệ, nên ai nấy đều trải qua đầy đủ phiền não, thống khổ. Ví như mọi người đều có dục vọng, ham muốn về tiền tài, mỹ sắc, cao lương mỹ vị, quyền lực, danh vị, để bản thân có những mối quan hệ đẳng cấp trong đời. Dục vọng như núi cao, khi chưa thỏa mãn liền cảm thấy phiền não, vì thế phiền não lớn nhất của đời người là dục vọng. Vận mệnh một người tốt hay xấu, cuộc đời thăng hoa hay nghiệt ngã, chỉ cần nhìn cách nói chuyện là biết. Khẩu nghiệp là thứ ác nghiệp mà con người rất dễ mắc phải, nhất định phải lưu ý những điều này. Khẩu nghiệp, nghiệp gây ra do lời nói từ miệng, là tội mà một người bình thường dễ phạm phải nhất. Số mệnh của một người tốt hay không, hãy nhìn xem người đó có nhiều khẩu đức hay không là biết. Sống trên đời, con người có thể không làm việc ác, nhưng nói lời ác, nói lời không hay thì rất nhiều người đã từng mắc phải. Tích lũy qua năm tháng, phúc báo sẽ bị khẩu nghiệp mà chạy mất hết. Do đó, người nói chuyện không có khẩu đức, cả cuộc đời thường gập ghềnh nhấp nhô, thậm chí rất thê lương. Cổ nhân nói, lời do tâm sinh, một người có tâm tính như thế nào thì sẽ nói ra những lời như thế. Người có lòng bao dung, lời nói sẽ nhẹ nhàng, hòa ái. Người trong tâm đầy oán hận, lời nói sẽ hung hăng, cay nghiệt. Người khiêm nhường, lời nói sẽ chừng mực, nhã nhặn. Người tự cao, lời nói khoa trương, phách lối. Trong giao tiếp, cần chú ý những điều sau. Thứ nhất, việc gấp từ từ nói, gặp chuyện gấp cũng bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng độ tin cậy của mọi người đối với bạn. 2. Việc nhỏ nói hài hước, những chuyện nhỏ muốn góp ý nên dùng từ ngữ hài hước, cốt sao để người khác hiểu ra. Những người chuyển biến chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có sẽ được người khác yêu thương. 3. Việc chưa hiểu rõ, hãy nói một cách cẩn thận, với những chuyện chưa nắm rõ, không nên tùy tiện khiến người khác hiểu sai. 4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh, mọi người ghét nhất ăn nói hàm hồ, nếu bạn chưa bao giờ phỏng đoán một cách tùy tiện hoặc nói những chuyện chưa xảy ra, bạn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng bạn là người trưởng thành, có tu dưỡng, cũng là một người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm. 5. Việc chưa làm, đừng nói lung tung, tục ngữ có câu, không có khoan kim cương thì đừng ôm nghề đồ gốm. Bạn không nên hứa làm một việc gì đó mà bạn không chắc có thể làm được, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bạn là một người nói là tin, làm là được, và họ sẽ rất tin tưởng bạn. 6. Việc của bản thân, lắng nghe người khác nói như thế nào, nên lắng nghe xem người khác nói về mình. Điều đó có thể để lại ấn tượng khiêm tốn cho người khác, đồng thời biểu hiện rằng mình là một con người thấu tình đạt lý. 7. Chuyện của con cái cần nói rõ ràng, đặc biệt là khi con bạn còn ở thời kỳ thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động. Bạn hãy dùng thái độ ôn hòa, vừa kiên định để nói với chúng một cách rõ ràng. Điều đó có thể khiến cho con bạn có tình cảm tốt đối với bạn, coi bạn như một người bạn, đồng thời điều đó cũng có tác dụng thuyết phục.